Hey, hello, vô ăn một quán chay ở trên đường đi Đồng Nai á. Sống không? Để đọc qua. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Đây nè, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên vui danh lợi mãi coi thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thì rất là hay đúng không? Có những cái câu này rất là hay. Đây là một buổi tối rồi, đây là tối Chủ nhật rồi. Bye bye, xin chúc tất cả mọi người có một cuộc sống yên vui, bình yên và hạnh phúc.